Hiện nay toàn tỉnh Trà Vinh có khoảng 200 hộ dân đã trồng hơn 400 hectare cây bông lài, đạt sản lượng gần 3 tấn một năm. Đây là loại cây được người dân trồng trên đất cát giúp chống lại hạn hán và cho hiệu quả cao. Cây bông lài được trồng tập trung ở thành phố Trà Vinh và huyện Châu Thành. Bình quân mỗi hộ trồng từ 1 đến 2 cây bông lài và cao nhất là 5 công. Hiện đang vào vụ thu hoạch, mỗi ngày các hộ trồng thu được 3 kg một công, giá 80.000 đồng một kg. Mỗi tháng thu vào hơn 7,2 triệu đồng một công. Cây bông lài được coi là loại cây trồng lấy ngắn nuôi dài nên thường trồng xen với các loại hoa màu khác. Vừa ít tốn tiền đầu tư, vừa thuận tiện trong việc chăm sóc mà lại có hiệu quả cao hơn trồng đơn thuần một cây giống.